Ban thờ thần tài thổ địa bản chất là mảnh đất thu nhỏ của ngôi gia nhà chúng ta và được chia làm 3 phân cấp. Đầu tiên đấy là nội cung của trang thờ, nơi an vị bài vị và tôn tượng. Bài vị nên đỏ để trấn giữ dòng khí và tượng phải được cư vị trong nội cung, được yểm cốt thất bảo đầy đủ. Tượng khi an vị đúng thì tiếp khí về tốt hơn, đồng thời sẽ giúp cho nội cung vượng khí. Nếu tượng đặt ngoài nội cung thì về lâu dài khí thần ban điểm sẽ bị thoái đi, tượng không linh ứng và dễ bị vong tà mượn hình nhập khí. Còn phần trung cung là nơi đặt bát hương, hũ ba hũ gạo muối nước, đèn dầu và 5 ly nước. Cuối cùng là ngoại cung là đặt để đặt đồ lễ, bát minh đường tụ thủy. Nếu có linh vật thì đặt thiềm thừ long quy. Đây là mẫu ban thờ cơ bản để thờ phụng. Gia chủ muốn kích hoạt tài lộc trên ban thờ thì dụng thêm phong thủy bằng cách dùng tháp sông văn xương đặt ở hai bên hông của trang thờ để hóa khí âm, tiếp nạp khí dương vào cho ban thờ của mình. Mỗi lần sông định khí thế này thì tháp cháy tầm 45 phút giúp kích hoạt cung tài lộc. Mai sẽ hướng dẫn thêm gia chủ đọc câu lệnh kết nối với khách hàng, buôn bán được đắt hàng đắt khách. Ban thờ thần tài thổ địa không hẳn phải cứ to đồ sộ, bày biện nhiều, linh vật nhiều thì mới tốt, mà chúng ta hiểu rằng đây là ban thờ hội khí để cầu tài lộc, tức là khí thổ trên ban thờ phải vượng, từ đó tiếp được khí tài thần về. Hiểu được nguyên lý này thì gia chủ thờ phụng mới có sự linh ứng, mới đắc được tài lộc.